Em xin chào tất cả cô dì chú bác nhé. Hôm nay em sẽ quay cái video là công tác chuẩn bị cho niên vụ ốc 2021. Đây là một cái ao nhé, vừa rồi nó mất màu ấy nên là đã cấy gieo xuống đây. Gieo xuống đây một vụ lúa. Nhà em cũng gọi hơn mười mấy năm nay rồi, em đã chuyển đổi trong diện tích ruộng ruộng ngày xưa nhiều lắm, nó hơn 2-3 tấn thóc rồi. Em đã chuyển đổi trồng hết chanh tứ mù và cam V2 rồi. Trong video của em các bác xem đó là bãi cam với bãi chanh của em là diện tích ruộng ngày xưa đấy. Thì cái đây là một cái ao từ các cụ để lại rồi, trước nó sâu lắm ở nhà ngoài nhé, thì là trước ngày xưa nó rất sâu. Bây giờ những cái ao trên xuống nó bồi bồi lên là rất đẹp, nên vừa rồi cấy cũng được hàng tấn lúa ở đây ạ. Đó. Em quay cái này là đây, mấy ngày nay em đang đổ đây. Em đang đổ cái bờ này là để sang năm đến tháng 4 tháng 5 năm sau có giống ốc là em bắt đầu em nuôi nuôi tất cả xuống ao này nữa nhá. Bên trên kia có cái đám ao nữa. Đấy, bên trên có một đám nữa, nhưng ao kia là nó hơi sâu, nó 3 mét nước thôi. Thì với ao này này, em thiết kế này. Đó, tay em nhé, hôm nay em đổ bên chỗ góc này nữa là xong. Em đổ để nước nó không rò rỉ. Và em đã hạ cống như này. Các bác nhé, ao sâu ruộng em sẽ hạ cống. Đây ạ. Đấy, em thiết kế là cái cống này nó lên, sau này dâng lên nó sẽ được khoảng chỉ 60 phân nước. Đó, sẽ cho nó tràn tràn qua đây. Đó. Đấy nhá các bác nhá. Còn những cái bờ này đấy em xây. Em đổ trực tiếp. Nước thì cũng bắt nguồn từ ao trong em ra, nguồn trong ra. Đấy, nốt hôm nay nữa là xong, xong rồi em lấp. Giờ phải xây trước, xây để cho nó khô và sau này khử rồi em mới nuôi được. Còn qua đây em quay một mấy con ốc nằm trong bể đem ra đây bố em chăm ở trong bể nhé. Lạnh rồi. Bỏ rơm xuống cho nó nằm, cho nó chui rúc. Rúc hết rồi. Lúc chưa chiều nắng nhá, nó lên đây. Cái bể này em thí điểm để bố thả xuống đây một vạn con. Một vạn con cứ nó nhỏ nhỏ. Thí điểm nhá, thí điểm để trên bể. Ít nữa thả thêm ít bèo nữa. Lạnh quá nó rút hết xuống dưới rồi. Ừ.